áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Vậy thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta muốn kéo được cái pháo, muốn kéo được xe pháo đấy lên dốc đúng không? Thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Chúng ta phải lấy tay chúng ta kéo như vậy đúng không? Tức là chúng ta phải làm gì? Nhắc lại một chút nhá. Khi mà chúng ta học trong chương trình lớp 6 và lớp 8 ấy, thì chúng ta đã biết rằng là để một vật chuyển động ấy, thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Phải tác dụng cái lực lên nó đúng không? Vậy thì phần đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại một chút về lực để cho các bạn không quên kiến thức cũ nhá. Chúng ta sẽ nhắc lại về lực một chút thông qua phần một lã mã là lực, cân bằng lực. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc lại về lực trước. Ở đây khi mà chúng ta chơi bóng chuyền, đây là hai bạn nữ đang chơi bóng chuyền trên bãi biển đúng không? Hai bạn nữ này chơi bóng chuyền thì chị làm thế nào để quả bóng có thể bay qua lưới được nhỉ? Nhưng mà chúng ta để im, không tác dụng gì thì quả bóng có thể bay tự mình bay qua lưới được không? Không đúng không? Chúng ta phải lấy hai tay này đập vào quả bóng đúng không? Tức là chúng ta phải làm gì nhỉ? Phải tác dụng một lực vào quả bóng để cho cái quả bóng chuyền này có thể chuyển động đúng không? Hoặc là như trong ví dụ thứ hai, đây cô có hình ảnh của một quả cam đúng không? Và cái hình ảnh này thì quen thuộc không các bạn? Chúng ta học trong bài bóp nát quả cam đúng không? Thì chúng ta khi mà chúng ta bóp cái quả cam đó, tức là chúng ta đang làm gì quả cam nhỉ? Tác dụng lực lên quả cam. Thì quả cam đấy đã bị gì nhỉ? Bị nát, tức là bị gì? Bị biến dạng. Bị biến dạng. Vậy thì chúng ta có kết luận gì về cái tác dụng của lực nhỉ? Hoặc là kết luận gì về lực? Chúng ta có kết luận gì các bạn? Lực ở đây thì sẽ là một cái đại lượng vector. Chú ý đây. Và có kết luận đó là lực phải là một cái đại lượng vector. Và nó đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác. Đúng không? Mà kết quả của nó, chú ý, tác dụng lực thì phải có kết quả là gây ra gia tốc hoặc là làm cho vật biến dạng. Khi mà chúng ta nhìn thấy là một vật có gia tốc, một vật đang đứng yên, tự dưng chuyển động có gia tốc chẳng hạn, hoặc là tự dưng bắt đầu chuyển động, thì chúng ta khẳng định là đã có lực tác dụng này. Hoặc là vật đó bị biến dạng thì chúng ta cũng khẳng định là đã có lực tác dụng lên vật đó rồi, đúng không? Và các bạn chú ý này, một trong một số trường hợp thì mặc dù có lực tác dụng nhưng mà vật vẫn đứng yên, thì trường hợp đó là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần sau. Rồi, khi mà nghiên cứu về lực thì ngoài cái định nghĩa này ra, chúng ta còn cần phải quan tâm đến gì nhỉ? Chúng ta cần quan tâm đến đơn vị của nó này, hoặc là độ lớn của nó này. Thì đơn vị của lực sẽ là gì nhỉ? Các bạn đã học trong chương trình lớp 8 rồi đúng không? Đơn vị của lực thì sẽ là Newton, sẽ là Newton. Và được ký hiệu bằng một chữ N in hoa, bằng một chữ N in hoa như thế này. Vì thế, ví dụ như chúng ta viết là lực mà em kéo một chiếc xe là 100 Newton chẳng hạn, thì em sẽ phải viết là 100 và phải mở ngoặc chữ N in hoa ở đằng sau. Nhiều bạn làm bài thi là bỏ quên cái đơn vị của lực như thế này, không viết vào, chỉ viết F bằng 100 thôi, thì không đủ đâu nhá. Với mỗi cái thiếu đơn vị như vậy, các bạn có thể bị trừ đến 0,25 điểm. Cho nên là các bạn chú ý viết đơn vị vào cho cô nhé. Và ở đây thì lúc đầu cô đã nhắc là lực là gì nhỉ? Lực là một đại lượng vector. Là một đại lượng vector đúng không? Vậy thì chúng ta có thể biểu diễn cái đại lượng vector lực như thế nào? Thì chúng ta sẽ sang đến phần 2 nhỏ. Đó là vector biểu diễn lực. Vector biểu diễn lực. Ở đây thì cô có hình ảnh của một quả giọt được treo trên dây. Quả dọi được treo trên dây. Cái quả dọi này thì chúng ta bắt gặp khi nào nhỉ? Trong hình ảnh khi nào nhỉ? Các bác thợ xây đúng không? Khi mà xây nhà thì để mà xây được một cái tường thẳng ấy thì người ta phải treo một cái quả dọi như thế. Đó, và người ta sẽ xây cái tường theo cái phương thẳng đứng của quả dọi, đúng không? Nhưng mà không lan man đến vấn đề bên ngoài nữa. Chúng ta đang nghiên cứu đến vector biểu diễn lực. Mà để nghiên cứu đến một vector thì giống như các bài học trước mà cô đã dạy, ví dụ như là vector gì nhỉ? Vector vận tốc này, vector gia tốc này. Thì chúng ta cần phải chú ý đến những cái điều gì của vector nhỉ? Chúng ta cần phải chú ý đến gốc này. Gốc hay là điểm đặt là một đúng không? Gốc, điểm đặt.
là cái ý đầu tiên đúng không? Ý thứ hai là gì nhỉ? Phương chiều đúng không? Và ý thứ ba là độ lớn thì sẽ được vẽ như thế nào? Thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng sẽ biểu diễn một lực bằng một vector, mà cái vector đấy thì nó có góc này, góc của vector thì chính là cái điểm đặt của lực. Các em thấy này, góc của cái vector F thì chính là biểu diễn tại chính cái điểm đặt, chính cái điểm đặt của lực luôn, đúng không? Ví dụ như biểu diễn trọng lực thì chúng ta sẽ biểu diễn nó tại chính điểm giữa của vật, tại điểm chính giữa của vật ấy. Hoặc là ví dụ như lực ma sát hoặc là các lực khác mà chúng ta học trong những bài sau thì sẽ có cách biểu diễn khác nhau. Tuy nhiên là các em chú ý là cứ điểm đặt của lực ở đâu thì chúng ta sẽ vẽ gốc tại đó. Tiếp theo đó là về phương và chiều của vector. Phương và chiều của vector thì chính là phương và chiều của lực. Phương và chiều của lực. Chúng ta biểu diễn như thế này để làm gì ạ? Để cho cái người nào đấy nhìn vào cái bài của em ấy thì biết là ví dụ như lực F của cô thì sẽ có xu hướng là mình kéo vật xuống dưới, đúng không? Kéo vật xuống dưới chẳng hạn. Và cái cuối cùng đó là về cái độ lớn, cái độ dài của vector ấy, độ dài của vector thì vẽ như thế nào? Không phải là mình cứ vẽ lung tung đâu nhá. Không phải là độ dài của vector 10 newton lại lớn hơn độ dài của vector 20 newton đâu nhá. Nếu mà các bạn vẽ lung tung như vậy thì người ngoài nhìn vào hoặc là cô giáo chấm điểm với các bạn sẽ không thể biết được, không thể hiểu được bài của các bạn, mà người ta không hiểu thì người ta gạch bỏ, đúng không? Thế là các bạn không được điểm được. Cho nên là các bạn phải vẽ đúng, vẽ cái độ dài của vector phải đúng theo cái nguyên tắc đó là độ dài của vector thì phải tỷ lệ với độ lớn của lực theo một cái tỷ lệ xích. Còn tỷ lệ xích là gì thì cô nhắc đến trong cái bài gì nhỉ? Chuyển động thẳng biến đổi đều rồi, đúng không? Tỷ lệ xích là một cái độ dài mà chúng ta quy định trong một lượng đơn vị nào đấy. Ví dụ như cô quy định là 3 newton thì vẽ bằng 3 cm chẳng hạn. Tức là cứ mỗi 1 newton thì ứng với 1 cm. Thì tương ứng như vậy, 4 newton sẽ vẽ là 4 cm, sẽ vẽ là 4 cm. Và đây các bạn chú ý một điều nữa cho cô này. Đó là cái đường thẳng mang vector thì gọi là giá của lực. Đó, cái từ giá của lực. Nhiều bạn thì đọc sách thấy cái ý này nó không quan trọng mấy, bỏ qua đúng không? Đến lúc mà làm bài thấy cái từ giá của lực lại chả biết là gì cả. Vậy thì trong cái bài kia đâu là giá của lực nhỉ? Giá của lực thì sẽ là cái đường thẳng MN luôn đúng không? Trong cái hình ảnh ở kia, cái đường thẳng MN thì chứa, mang chứa cái vector này, cho nên đường thẳng MN sẽ là giá của lực F. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa nghiên cứu về lực này và vector biểu diễn lực. Ở phần đầu ấy thì cô đã nói là gì nhỉ? Lực thì sẽ gây ra gia tốc cho vật đúng không? Hoặc là làm vật biến dạng. Nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp thì mặc dù có lực tác dụng nhưng mà vật đấy lại không hề có gia tốc. Đó là trong trường hợp nào các bạn nhỉ? Trong trường hợp này đúng không? Khi mà hai đội đang kéo co, khi mà hai đội đang kéo co, mặc hai đội này thì đều có ba bạn này, và các bạn rất là ngang tài ngang sức, ngang tài ngang sức. Các bạn kéo co, kéo rất là mạnh, đội nào cũng cố kéo về phía mình. Nhưng mà cái điểm giữa của dây này, điểm giữa của dây thì lại không hề chuyển động, không hề chuyển động. Vì sao lại như vậy nhỉ? Vì bên này có một lực kéo về đây, bên này cũng có một lực kéo về phía đội bên trái đúng không? Hai lực này thì khi đó chúng ta có thể khẳng định là F1 này, F1 là ở đội bên phải này, và cái F2 cân bằng với nhau, cho nên là cái sợi dây thì không có gia tốc. Vậy thì cân bằng lực là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem này. Cân bằng lực ấy thì sẽ là các lực cân bằng thì sẽ là các lực mà tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây gia tốc. Đây là về định nghĩa của sự cân bằng lực. Vậy thì cái điều kiện của các lực này, điều kiện như thế nào thì hai lực này sẽ gọi là hai lực cân bằng? Thì chúng ta thấy rằng cái điều kiện nó phải là gì nhỉ? Nhất là phải làm gì? Có cùng đặt lên một vật không? Nếu mà đặt lên hai vật khác nhau thì liệu có cân bằng được không? Không, đúng không? Phải làm gì nhỉ? Theo như cô vẽ thì phải làm gì? Có cùng phương không? Có cùng phương đúng không? Có cùng chiều được không? Không thể cùng chiều đúng không? Phải ngược chiều với nhau
ngược chiều với nhau thì nó mới triệt tiêu nhau hết được. Ta phải làm gì nhỉ? Độ lớn phải bằng nhau đúng không? Hai độ phải ngang tài ngang sức. Vậy cho nên chúng ta có thể khẳng định được là hai lực cân bằng thì phải là hai lực mà phải tác dụng lên một vật này, phải có cùng giá này, cùng giá này, có cùng độ lớn và ngược chiều đúng không? Cùng độ lớn và phải ngược chiều. Đó, cứ thỏa mãn đủ bốn điều kiện này thì các lực này sẽ là các lực cân bằng. Rồi, vậy thì chúng ta đã biết được các lực cân bằng là gì rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi C2 trong sách giáo khoa. Rồi, câu hỏi C2 của chúng ta thì người ta yêu cầu là vẽ các lực cân bằng tác dụng lên quả cầu và các lực này do vật nào gây ra. Thì ở đây cô có một cái phương pháp để giúp các bạn có thể xác định được tất cả các lực tác dụng lên vật mà không bị bỏ sót, không bị bỏ sót lực nào. Đây, phương pháp của cô rất là hay. Đó là chúng ta sẽ ngoài cái trọng lực mà do chính bản thân vật gây ra thì chúng ta sẽ xét cái đường viền xung quanh vật để xem xét xem là vật đã tiếp xúc với những vật nào khác. Chúng ta chú ý phải xem cái đường viền nhé. Thì đây, cái vòng tròn của cô, à cái quả cầu của cô đúng không? Thì ngoài trọng lực do chính bản thân nó gây ra thì nó còn tiếp xúc với cái gì nhỉ? Nó tiếp xúc với cái sợi dây treo đúng không? Cho nên là ngoài trọng lực ra thì nó còn có cái gì nhỉ? Ngoài trọng lực do chính bản thân nó gây ra này, chúng ta nhìn cái rìa của nó, nhìn cái rìa của nó, thấy nó tiếp xúc với dây. Vậy thì chắc chắn là phải có một lực căng dây T hướng lên đúng không? Một lực căng dây T hướng lên. Vậy cho nên là khi mà trả lời về câu hỏi C2 này thì chúng ta sẽ trả lời là trái đất hút quả cầu gây ra trọng lực. Cái trọng lực này thì đối với tất cả các vật có khối lượng thì đều có trọng lực đúng không? Cho nên là cô mới nói là ngoài trọng lực đó chính bản thân vật gây ra đúng không? Thì còn có gì nhỉ? Phản lực của giá đỡ cùng với cái trọng lực P ấy, hai cái lực này thì đã gây ra cái lực căng dây T. Căng dây T lên vật. Căng dây T lên vật. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy, chúng ta có thể thấy là một vật ấy thì không chỉ là, không phải là lúc nào nó cũng chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất, mà đôi khi nó có thể chịu tác dụng của hai, ba lực. Đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nghiên cứu được cái vật đó trong trường hợp mà nó chịu tác dụng của 2 đến 3 lực? Chúng ta sẽ sang phần số 2 La Mã, đó là phần tổng hợp lực. Tổng hợp lực. Ở đây thì cô có hình ảnh của một chiếc thuyền, một chiếc tàu đang được kéo bằng hai cái cano, đúng không? Chiếc tàu này thì đang được kéo bằng hai cano. Hai cái tàu kéo, đúng không? Và câu hỏi đặt ra của cô đó là làm thế nào để chúng ta có thể xác định được tổng các lực kéo của con thuyền. Rồi, vậy thì thông qua ví dụ của câu C2 trong sách giáo khoa thì chúng ta đã khẳng định được rằng là không phải lúc nào thì vật cũng chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất mà thôi. Đôi khi vật chịu tác dụng của hai lực, thậm chí là 3, 4 và rất nhiều lực khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nghiên cứu được cái vật đó trong những trường hợp mà vật chịu tác dụng của nhiều lực khác nhau? Ta sẽ đến với phần 2 La Mã là tổng hợp lực. Ở đây thì cô có một ví dụ, đó là cô có một chiếc thuyền đang được kéo bằng hai chiếc tàu kéo khác nhau. Vậy thì liệu chúng ta có thể biết được là nếu chúng ta kéo bằng hai cái tàu khác nhau này thì thuyền có đi nhanh hơn khi mà so với trường hợp một tàu kéo hay không? Đó. Hoặc là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể xác định được tổng các lực kéo của các con tàu này lên con thuyền kia? Để mà xác định được tổng các lực kéo này thì chúng ta cần phải tiến hành tổng hợp hai lực kéo F1, F2 của tàu 1 và tàu 2 lên thuyền đúng không? Và người ta đã tiến hành tổng hợp như sau, thông qua ví dụ sau. Ở ví dụ này thì người ta đã tiến hành treo 3 quả nặng vào một đầu dây vắt qua dòng dọc N và treo 4 quả nặng vào một đầu dây vắt qua dòng dọc M.
dòng dầu M. Và cái dây này thì ký hiệu là 1, dây này ký hiệu là 2. Và người ta đã tiến hành treo 5 quả nặng, treo 5 quả nặng vào một cái vòng nhẫn, vào một cái vòng nhẫn, và để cho cái vòng nhẫn này, người ta sẽ thả này, thả tay từ đây phát thì sẽ thấy là cái vòng nhẫn này sẽ chạy cho đến một cái điểm O này, cho đến một điểm O trên dây, thì vòng dây nhẫn này sẽ đứng yên, nó không còn chuyển động nữa. Người ta thấy rằng là dây lúc này căng, vòng dây nhẫn không chuyển động, các dây đều không chuyển động, và người ta thấy là vòng dây nhẫn này đã đứng yên, đúng không? Vậy thì như chúng ta đã học ở trong chương trình lớp 8 rồi, đúng không? Học ở trong bài số 8 thì phải, ở trong chương trình lớp 8 rồi. Thì làm thế nào để vòng dây nhẫn vẫn đứng yên nhỉ? Để vòng dây nhẫn vẫn đứng yên thì sao? Thì tổng của các lực F2, đúng không? F2 tác dụng lên vòng dây nhẫn, và F1 phải bằng F3. Vậy thì F1, F2 này sẽ biểu diễn như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy là F2 này, chúng ta vừa học về cách biểu diễn vector, đúng không? Chúng ta phải biểu diễn theo cái tỷ lệ sách, đúng không? Ở đây cô thấy một điểm rất đặc biệt, đó là F2 để trồng 3 quả nặng này và 5 quả nặng này, cho nên cô sẽ biểu diễn luôn là F2 sẽ bằng gì nhỉ? Bằng 3 đoạn thẳng, 3 đoạn thẳng này, bằng 3 đoạn thẳng. Và mỗi đoạn thẳng cô lấy là 5cm đi, 5cm. Thì cô có thể vẽ được F2 như thế này, đúng không? F2 sẽ là 3 đoạn thẳng, 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn là 5cm. Và tương tự như vậy, cô sẽ vẽ được F1, đúng không? Dây số 1 được treo 4 quả nặng, cho lên là cái lực F1 này sẽ được biểu diễn bằng 4 đoạn thẳng, biểu diễn bằng 4 đoạn thẳng, đúng không? Mỗi đoạn 5cm. Ở trong vở các bạn thì các bạn có thể vẽ 5cm hoặc là ngắn hơn nhé. Chỉ nếu mà trong vở mà vẽ 5cm thì quá là to, hãy chọn là 1cm chẳng hạn nhé. Đó. Còn ở đây bảng của cô để lớn cho nên là cô chọn 5cm. Rồi, còn F3 thì sao nhỉ? F3 thì là 5 quả nặng, đúng không? Thì chúng ta sẽ vẽ F3 là 5 này, 5 đoạn thẳng. 5 đoạn thẳng thì sẽ là 25cm, 25cm hướng xuống. 5 đoạn thẳng, 1 này, 2 này, 3, 4 và 5 đoạn. Đây là F3, F2, F1, đúng không? Và chúng ta vừa khẳng định là tổng của F1 và F2 phải bằng F3. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Xét tổng của hai vector phải cân bằng. Đây phải cân bằng nhé, phải cân bằng với cái F3 này. Nếu mà tổng như thế này mà cân bằng với F3 thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Ta sẽ khẳng định được là cái vector F ấy, vector F bằng tổng giữa F1 và F2 thì phải có độ lớn, độ lớn này, độ lớn của F phải bằng với F3 nhưng lại ngược hướng với F3. Và chú ý ở đây là F1, F2 thì phải cân bằng với F3, đúng không? Chúng ta đã biết được là tổng của F1 và F2 có độ lớn bằng F3 rồi, ngược hướng với F3 rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần vẽ một vector F nào đó thỏa mãn đủ các điều kiện là có độ lớn, đúng không? Có độ lớn bằng F3 và ngược hướng với F3 là được, đúng không? Thì ta sẽ cùng nhau vẽ, cùng nhau vẽ. Ngược hướng thì dễ rồi, đúng không? Chúng ta chỉ cần xác định trên đúng cái phương của F3 như thế này. Vẽ cái phương, vẽ cái giá của lực F3 nhá, vẽ cái giá của lực F3. Đó, nó ngược hướng với F3 thì chắc chắn là nó chung giá với F3 rồi. Và cùng độ lớn, độ lớn bằng nhau. Đó, thì cô đã xác định được lực F nó như thế nào. Lực F như thế này, lực F cũng là bằng 5 đoạn thẳng, đúng không? 5 đoạn thẳng, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Thì khi mà chúng ta vẽ như thế này rồi, và chúng ta nối các điểm mút này vào, nối các điểm mút này vào, thì các bạn có thể thấy một điều, một điều đó là cái hình, hình này ấy, đây là điểm O rồi. Điểm đầu của vector F2 cô gọi là B, điểm đầu vector F1 cô gọi là A, và điểm đầu vector F cô gọi là D. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định là gì nhỉ? Hình OADB, OADB, tùy vào các bạn đặt, đúng không? OADB phải là một hình gì?
là một hình gì nhỉ? Nhìn thấy ngay. Hai cái này song song đúng không? Hai cạnh này song song. Thế đây sẽ là một hình gì? Một hình bình hành. Một hình bình hành. Vậy cho nên chúng ta có được cái kết luận là OABD hoặc là OADB nhé. Gọi đúng thì phải là OADB. OADB đúng không? Phải là một hình bình hành. Rồi, vậy là thông qua cái hình mà cô vừa vẽ vừa nãy thì chúng ta đã khẳng định là tứ giác OADB, cái tứ giác mà có các cạnh chứa vector F1, F2 và có đường chéo chứa vector F thì cái tứ giác mà có các điều kiện như vậy sẽ là một hình bình hành. Đó. Và người ta đã tiến hành là thay đổi về cả độ lớn và hướng của F1 và F2 trong rất nhiều lần. Và người ta cũng tiến hành tổng hợp như vừa nãy cô trò mình đã tổng hợp ý. Thì người ta khẳng định rằng là khi vòng nhẫn vẫn đứng yên thì cái hình OABD đó, cái hình bình hành, cái hình đó vẫn phải là một hình bình hành. Vẫn phải là một hình bình hành. Và chúng ta có một nhận xét như sau. Có một nhận xét như sau. Đây cô đã vẽ, cô đã có một cái hình đúng không? Về một vật chịu tác dụng của hai lực F1 và F2 thì khi đó cái ngoại lực F này sẽ được tính bằng như sau. Ta sẽ có nhận xét này. Chúng ta có phép tổng hợp hai lực đồng quy. Thế nào là hai lực đồng quy? Hai lực đồng quy các bạn thấy đây, F1, F2 này có cùng cái gì nhỉ? Có cùng cái điểm gốc đúng không? Tức là hai lực mà cùng tác dụng lên một điểm. Hoặc là ở trong cái chương này của chúng ta đã coi vật là một chất điểm rồi. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định là hai lực tác dụng lên cùng một vật thì gọi là hai lực đồng quy ở trong chương này thôi nhá. Và hai lực này đồng phẳng. Đó, thì cái phép tổng hợp hai cái lực như vậy, hai lực đồng quy này, đồng phẳng này, đồng phẳng lên cùng một mặt phẳng đúng không? Thì sẽ tuân theo quy tắc hình bình hành. Sẽ tuân theo quy tắc hình bình hành. Và cái quy tắc hình bình hành như thế nào? Thì chúng ta có này, cái quy tắc hình bình hành là như sau. Hai lực thành phần là hai cạnh kề nhau. Chúng ta sẽ tổng hợp sao cho hai lực thành phần này, hai lực thành phần F1, F2 là hai cái cạnh kề nhau của hình bình hành. Hai cạnh kề nhau của hình bình hành. Và cái lực tổng hợp F thì sẽ là đường chéo của hình bình hành và xuất phát tại điểm đồng quy. Đúng không? Xuất phát tại cái điểm đồng quy như này. Xuất phát tại điểm đồng quy như này. Vậy thì chúng ta có thể xác định được về cái phương, cái chiều của lực F dựa vào cái hình bình hành rồi. Vậy thì độ lớn nó sẽ được xác định như thế nào? Thì em chú ý này, chúng ta có thể tính được cái độ lớn của cái lực F, tức là cái lực tổng hợp của F1 và F2, tính được bằng công thức là F1 bình phương cộng F2 bình phương cộng 2F1 F2 nhân cos phi. Trong đó phi là cái gì? Bạn thể thấy cô vẽ ở đây phi đúng không? Phi là gì? Góc giữa F1 và F2. Góc giữa F1 và F2 nhá. Góc giữa F1 và F2. Vậy là chúng ta đã biết cách tổng hợp hai lực đúng không? Tổng hợp hai lực đồng quy đồng phẳng. Đồng quy đồng phẳng. Thì chúng ta có được cái định nghĩa. Định nghĩa về tổng hợp lực. Đó là tổng hợp lực là cái bước mà chúng ta thay thế các lực thành phần, thay thế các lực tác dụng vào cùng một vật bằng một lực khác mà sao cho cái lực đó để có tác dụng giống hệt như các lực thành phần ấy, như các lực thành phần ấy. Và chúng ta có một cái nhận xét, đó là cái lực tổng hợp vừa rồi chúng ta sẽ gọi là hợp lực. Ví dụ như trong các bài toán mà người ta yêu cầu tính hợp lực, người ta bảo là tính hợp lực của lực F1 và lực F2 thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ xác định về phương chiều này như ở trên, như quy tắc hình bình hành mà cô đã nói ở trên đúng không? Điểm đặt ở đâu? Điểm đặt ở chính cái điểm đồng quy của lực F1, F2 đó. Và thì độ lớn thì tính bằng gì? Tính bằng công thức mà cô vừa in vàng đúng không? F1 bình phương cộng F2 bình phương cộng 2F1, F2 nhân cos delta phi. Và chúng ta lấy căn cái đó là xong. Vậy nếu như mà một vật chịu tác dụng của nhiều lực như thế này thì điều kiện để mà nó có thể đứng cân bằng là gì? Điều kiện để nó đứng cân bằng là gì? Vừa rồi thì chúng ta mới chỉ nhắc đến cái sự cân bằng của lực đúng không? Vậy thì cụ thể ở đây điều kiện để nó cân bằng là gì? Chúng ta sẽ đến với phần 3 La Mã. Điều kiện cân bằng của một chất điểm.
Ở đây thì cô lại có hình ảnh của các bạn mà đang chơi kéo co. Như ở trên thì cô nói là hai đội này thế nào nhỉ? Ngang tài, ngang sức. Và cái điểm giữa của sợi dây thì không hề có gia tốc. Cho nên chúng ta khẳng định là lực kéo do hai đội kéo dây này là hai lực cân bằng. Đó là phần trên chúng ta vừa khẳng định được. Vậy thì ở phần này chúng ta sẽ thấy được là cái điều kiện để hai cái lực kéo cân bằng đó, sau khi chúng ta đã học về hợp lực rồi, thì chúng ta có thể phát biểu lại. Đó là điều kiện để một chất điểm cân bằng, đó là hợp lực tác dụng lên nó phải bằng không. Hợp lực tác dụng lên nó phải bằng không. Chứ là chúng ta có thể biểu diễn là gì nhỉ? Lực do bên trái kéo đúng không? Phải cân bằng với cái lực do bên phải. Tức là hai cái lực này, F1 này cộng với cái F2 kia phải bằng không, đúng không? Và tổng quát cho các trường hợp, tổng quát cho các trường hợp mà vật chịu tác dụng của N lực khác nhau, thì điều kiện để một chất điểm cân bằng ứng với là hợp lực F bằng tổng các lực tác dụng lên vật F1, F2 ... đó, nó phải bằng không. Nó phải bằng không. Bằng không. Rồi, vậy là chúng ta đã biết được điều kiện để một chất điểm cân bằng là gì rồi. Thì cô có một ví dụ sau đây, các bạn có thể xem nhé. Ở đây thì cô đã treo một vật nặng P vào một vòng dây nhẫn, giống như câu trên đúng không? Treo vào một vòng dây nhẫn. Và cái vòng dây nhẫn này thì được căng bằng hai đoạn dây OA và OB hợp với nhau một góc 120 độ. Hợp với nhau một góc 120 độ. Và ở đây thì có một điểm đặc biệt, đó là hai dây OA và OB thì lại được làm bằng những cái vật liệu khác nhau. Và các vật liệu này thì chịu được những cái lực căng tối đa khác nhau. Cho nên là bây giờ cô đang rất phân vân là không biết liệu treo cái vật P này vào thì hai dây OA và OB liệu có chịu được các lực căng đấy hay không. Thì mình phải làm thế nào nhỉ? Mình phải tìm được các cái lực tác dụng lên dây OA và lực tác dụng lên dây OB, đúng không? Để mình tìm xem là nó có quá giới hạn hay không, đúng không? Mình có quá giới hạn hay không? Vậy thì ở phần trên thì mình đã tiến hành tổng hợp hai lực thành một lực rồi. Vậy thì liệu mình có tiến hành phân tích ngược lại? Phân tích ngược lại, đó là từ một lực chúng ta phân tích thành hai lực hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với phần hai la mã, đó là phân tích lực. Phân tích lực. Thì ở đây cô có là phân tích lực. Cái định nghĩa của phân tích lực ấy, nó là cái sự thay thế một lực bằng hai lực, bằng hai hay là nhiều lực có tác dụng giống hệt như cái lực đó. Giống hệt như cái lực đó. Thì đây chúng ta có cách phân tích lực như sau. Các bước phân tích lực này, các bước phân tích lực theo hai phương đã có sẵn. Giờ đây cô có phương OA và OB đã có sẵn rồi đúng không? Cô sẽ tiến hành phân tích lực theo các bước nha. Bước 1 là chúng ta sẽ từ đầu ngọn của điểm S kẻ đường song song với hai phương đó. Đây chúng ta thấy là cái vòng nhẫn này nó cân bằng. Vòng nhẫn này nó cân bằng. Cho nên là phải có một lực gì? Có một lực F hướng ngược lại so với cái P này. So với cái P này. Thì bình thường thì chúng ta sẽ vẽ P từ đây đúng không? Từ chính giữa mặt đúng không? Nhưng mà ở đây cô sẽ rời nó lên đây nhá. Rời nó lên đây. P thì sẽ rời lên đây. Đó. Đây là cái lực P kéo xuống. P kéo xuống. Vậy thì vòng nhẫn cân bằng chứng tỏ là hợp của hai lực tác dụng lên OA và OB phải cân bằng với cái P này. Mà cũng vẽ hợp các lực đấy thôi. Lực đó. Đó, vẽ lực F đó. Cùng giá với P đúng không? Và gì nhỉ? Và ngược chiều đúng không? Ngược chiều với P. Đó, vậy là chúng ta đã vẽ được lực F. F của chúng ta đây. Cùng giá và độ lớn bằng P. Và chúng ta sẽ xem tiếp các bước nhé. Đầu tiên người ta bảo làm gì nhỉ? Từ đầu ngọn của F kẻ đường song song với hai phương đó. Kẻ đường song song với hai phương đó. Chúng ta sẽ làm gì? Kẻ đường song song với OB này.
kề đường song song vừa bên. Đó, đặt thước ở đây đúng không? Từ đầu ngọn của F nhá, nó kẻ một cái đường song song với OB. Và từ đầu ngọn của F chúng ta lại kẻ một cái đường song song với OA. Song song với OA. Đây là kẻ đường song song với OB này. Chúng ta sẽ kẻ một đường song song với OA đúng không? Song song với OA. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước 1 rồi. Xem tiếp bước 2. Yeah. Bước 2 là tìm điểm giao cắt E và G của hai đường vừa kẻ, của hai đường vừa kẻ với cái phương, với cái hai phương đúng không? Thì ở đây sẽ là điểm E ở cô này. Đây là E. Và đây là G. Là G. Và chúng ta xem tiếp bước cuối cùng nhỉ. Bước cuối cùng này, các vector OE và OG thì sẽ biểu diễn của các lực thành phần. Đó. Chúng ta sẽ thấy là vector OE này. Vector OE này. OE. Đó, OE sẽ là biểu diễn của cái lực tác dụng lên đây OA. Đó. Và OG. OG biểu diễn lực tác dụng lên dây OB. Lực tác dụng lên dây OB. Đó. Vậy là chúng ta đã có thể tiến hành phân tích được đúng không? Phân tích được cái một lực F, phân tích được một lực F theo hai phương có sẵn, và sẽ cứ áp dụng đúng ba bước này các bạn nhé. Áp dụng đúng ba bước này. Rồi, vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm, đã biết được ba bước để chúng ta có thể phân tích được các lực rồi đúng không? Nhưng mà liệu trong mọi trường hợp chúng ta đều có thể phân tích được hay không? Các bạn thấy này, ở đây cô có hình ảnh của một khối gỗ. Khối gỗ này thì được kéo bằng lực F. Bây giờ cô yêu cầu các bạn là phân tích lực F này cho cô. Đó, phân tích lực F này thành hai lực cho cô. Vậy thì nếu như mà cô nói chung chung như vậy, nếu như mà cô nói chung chung, cô không cho phương của hai cái lực mà cô cần phân tích, thì liệu các bạn có phân tích được hay không nhỉ? Không thể phân tích đúng không? Không có một cái cơ sở nào cả. Điều này cũng giống như việc là mẹ đưa cho em 100.000, bảo con đi ra chợ đi, chẳng biết là mua cái gì đúng không? Chẳng biết là phải đến hàng nào để mua. Cho nên là chúng ta phải có một cái chú ý khi mà chúng ta phân tích cái lực. Đó là như sau. Chúng ta sẽ phân tích lực cũng giống, cũng sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành để phân tích một lực thành hai thành phần đồng quy. Và các bước phân tích thì cô vừa nói ở trên rồi. Điều thứ hai mà chúng ta cần chú ý đó là chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào. Tức là như vừa rồi thì cái lực F của cô tác dụng cụ thể theo hai phương gì nhỉ? OA, OB đúng không? Thì ta mới có thể phân tích được cái lực ấy. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phân tích được đâu nhá. Rồi, vậy là thông qua phần học ngày hôm nay thì chúng ta đã đọc học được hết lý thuyết của bài học ngày hôm nay rồi. Cô bây giờ cô sẽ tiến hành chữa một số bài tập trong sách giáo khoa. Bài từ bài 1, bài mấy bài đầu tiên á, thì làm cái bài lý thuyết đúng không? Mà để làm lý thuyết thì các bạn chỉ cần làm gì thôi nhỉ? Xem lại video này một lượt, rồi bắt đầu làm bài tập là được đúng không? Cô sẽ bắt đầu chữa từ bài số 5 trong sách giáo khoa như sau. Bài số 5 thì người ta cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 và 12 Newton. Và người ta hỏi là trong số các lực dưới đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực? Là độ lớn của hợp lực. Và người ta hỏi câu B là góc giữa hai lực đồng quy thì bằng bao nhiêu? Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu? Rồi chúng ta sẽ tiến hành giải bài này nhé. Giải bài này. Ở câu A ấy, ở câu A, khi mà người ta hỏi là trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực? Vậy thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Chúng ta phải viết ra công thức để tính độ lớn của hợp lực đúng không? Chúng ta mới biết được là các giá trị này, giá trị nào phù hợp trong cái khoảng đấy đúng không? Ta sẽ có là độ lớn lực tổng hợp này. Lực tổng hợp này. Lực tổng hợp nhé, cô viết tắt nhé. Lực tổng hợp F sẽ có độ lớn là bằng gì nhỉ? Căn của, vừa rồi đã nêu rồi đúng không? F1 bình phương cộng với F2 bình phương cộng với gì nhỉ? 2 F1 F2 nhân gì? Nhân với cốt của phi. Tức là phi là cái góc xen giữa vector F1 và F2.
lực tổng hợp thì sẽ có độ lớn như vậy. Vậy thì lực tổng hợp thì sẽ nằm trong khoảng nào nhỉ? Cốt này thì do cốt phi thế nào? Do cốt phi này. Do với cốt phi này. Thì nó sẽ thuộc khoảng từ bao nhiêu nhỉ? Thuộc đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Đó. Thế nên nếu mà chúng ta thay cốt phi bằng 1 vào đây. Nếu mà thay cốt phi bằng trừ 1 trước đi nhá. Thay cốt phi bằng trừ 1 vào đây. Chúng ta sẽ được là gì nhỉ? F bằng F1 bình cộng F2 bình trừ 2F1 F2 đúng không? Thì đây sẽ là hàng đẳng thức gì? Hàng đẳng thức số 2 đúng không? Cho nên là cái lớp F này nó sẽ lớn hơn cái gì nhỉ? Hàng đẳng thức số 2 tức là F1 bình trừ F2 bình đúng không? Nó sẽ lớn hơn cái trị tuyệt đối của F1 trừ F2. Lớn hơn trị tuyệt đối của F1 trừ F2. Và nếu như cốt phi bằng 1 thì sao? Thì đây sẽ thành dấu cộng 2 này. Thì F sẽ bằng căn của F1 bình cộng F2 bình cộng 2F1 F2. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có là F thì sẽ thuộc khoảng này. F thì sẽ lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của F1 trừ F2 và nhỏ hơn hoặc bằng F1 cộng F2. Vậy cho nên chúng ta có thể suy ra được cái khoảng của F. Suy ra được F1 trừ F2 trị tuyệt đối ra bao nhiêu nhỉ? 9 trừ 12 thì sẽ là trị tuyệt đối của 9 trừ 12 thì sẽ là 3 đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng này. À, lớn hơn hoặc bằng này. Và dấu nhỏ hơn hoặc bằng. F1 cộng F2 là bao nhiêu? 9 cộng 12. 9 cộng 12 là ra 21. Vậy thì chỉ có đáp án nào phù hợp nằm trong khoảng từ 3 cho đến 21 thôi các bạn nhỉ? Chỉ có đáp án C của chúng ta đúng không? Chỉ có đáp án C. Đó, chỉ có đáp án C thôi. Mà câu B, câu B người ta yêu cầu chúng ta tính góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu. Câu này thì quá dễ rồi. Chúng ta đã biết F bằng 15, đã biết F1 bằng 9, F2 bằng 12. Chỉ cần thay ngược lại thôi đúng không? Thì câu B này chúng ta sẽ giải như sau. Câu B thì chúng ta sẽ giải như sau. Chúng ta sẽ suy ra là bao nhiêu? Có đúng không? Chúng ta sẽ có là 15 bình thì sẽ bằng 9 bình này cộng với 12 bình này cộng với 2 nhân 12 nhân 9 nhân cốt của phi. Đó, nhân cốt của phi. Vậy thì ở đây chúng ta có thể tính được là cốt của phi bằng bao nhiêu nhỉ? Cốt của phi sẽ dễ dàng tính được bằng bao nhiêu nhỉ? Cốt phi chắc chắn bằng 0. Cốt phi bằng 0. Hoặc các bạn có thể bấm máy tính ra cũng được như vậy. Vậy thì chúng ta có thể suy ra được là góc phi, tức là cái góc xen giữa giữa vector F1 và F2 thì sẽ bằng 90 độ. 90 độ. Rồi, bài tập tiếp theo là bài số 6 trong sách giáo khoa nhé. Bài số 6 thì người ta cho hai lực đồng quy có độ lớn là bằng 10. Hai lực này đều có độ lớn bằng 10. Và câu A người ta hỏi là góc giữa hai lực bằng bao nhiêu để cái hợp lực này cũng có độ lớn bằng 10. Cũng có độ lớn bằng 10. Đó, với các đáp án là A 90, B 120, C 60, D 0 độ. Và câu B người ta yêu cầu chúng ta vẽ hình minh họa. Ở bài này thì chúng ta sẽ có thể tóm tắt một chút, tóm tắt đề bài một chút. Nếu như đối với một trường, đối với một số trường thì họ sẽ yêu cầu tóm tắt này. Thì do hai lực này đều có độ lớn bằng 10 newton nên chúng ta sẽ viết là F1 bằng F2 bằng 10 newton. Này, và người ta cho hợp lực cũng bằng 10 newton đúng không? 10 newton. Câu A này, sau khi mà chúng ta đã viết xong về phần thông tin đề bài cho rồi đúng không? Thì chúng ta gạch một phát. Câu A này, người ta hỏi là góc phi bằng hỏi chấm góc hợp bậc giữa hai lực đó bằng bao nhiêu. Và câu B thì người ta yêu cầu chúng ta vẽ hình. Vẽ hình này. Đó, thì đây là phần tóm tắt của cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải bài thôi. Giải bài thôi. Để mà tìm ra phi á, mà chúng ta thấy trong đề bài người ta cho F1, F2, cho F rồi, thì chúng ta cần phải tìm được một cái công thức nào
liên hệ giữa những đại lượng mà đề bài cho và cái đại lượng mà đề bài hỏi, đúng không? Ở trong đây chúng ta sẽ có đây, có lực tổng hợp. Lực tổng hợp thì được tính bằng cái gì nhỉ? Lực tổng hợp thì sẽ được tính là F này bằng gì nhỉ? F1 bình này cộng F2 bình này cộng với 2F1 F2 cos phi. Đó, và xong rồi chúng ta căn hai vế đi. Tức là chỉ cần làm gì? Bình phương hai vế đi và xoay suy ra, đúng không? Vậy thì suy ra là cos phi lúc này sẽ bằng gì nhỉ? Thì chúng ta biến đổi là nháp một chút nhá. Chúng ta sẽ ra là gì? Bằng F bình này trừ đi F1 bình trừ đi F2 bình, đúng không? Chia cho 2F1 F2, đúng không? Thay số vào thôi. Chúng ta sẽ suy ra là được 10 này, 10 bình này trừ đi 10 bình này lại trừ đi 10 bình nữa. Tất cả F, F1, F2 đều bằng 10. 2 nhân 10 nhân 10, đúng không? Vậy thì cos phi ở trong trường hợp này bằng bao nhiêu nhỉ? Cos phi trong trường hợp này bằng trừ của 1 phần 2, đúng không? Cos phi sẽ bằng là trừ của 1 phần 2. Vậy thì chúng ta có thể suy ra được góc phi bằng bao nhiêu? Suy ra được góc phi bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng máy tính ra, đúng không? 120 độ. 120 độ. Đó, vậy là chúng ta sẽ khoanh đáp án B này. Và câu B là vẽ hình minh họa. Vẽ hình minh họa nó cần làm gì nhỉ? Trước tiên thì cô cứ vẽ để đơn giản nhất, đúng không? Thì cô cứ vẽ một cái lực F1 hướng sang nằm ngang trước đi. Hướng nằm ngang trước đi. Đó. Vẽ F1 nằm ngang này. Ở đây bởi vì bảng thiếu chỗ nên cô sẽ vẽ vào góc nhé. Còn nếu như các bạn ở trong vở thì các bạn nên trình bày rõ ràng ra, đúng không? Mà cô tìm góc 120 độ. Tìm góc 120 độ. Nha. Góc này khoảng là 120 độ này. Đó, và bây giờ chỉ cần vẽ đúng cái hợp lực thôi. Vẽ hợp lực bằng cách là song song từ F1, F2 ra. Đúng không? Vẽ một đường song song từ F1, F2 ra. Chúng ta có thể suy ra được đây là cái lực F của chúng ta. Đúng không? Đây là F này. Đây là F1 này. Và đây là F2. Rồi, đây là hình bảng có giới hạn nên là cô vẽ hơi bị rối một chút. Rồi, và bài tập cuối cùng đó là bài số 7. Bài số 7 trong sách giáo khoa thì người ta yêu cầu là phân tích vectơ lực F thành vectơ lực F1 và vectơ lực F2 theo hai phương OA và OB đã có sẵn trên hình rồi. Người ta yêu cầu chúng ta là tính độ lớn hai lực thành phần. Thì chúng ta sẽ phân tích thế nào nhỉ? Theo đúng 3 bước, đúng không? Bước đầu tiên là gì? Từ điểm mút của F, chúng ta vẽ các đường song song với OA và OB, đúng không? Trước tiên cô vẽ đường song song với OB trước nhá. Vẽ đường song song với OB. Vẽ một đường song song với OB. Đó, vẽ một đường song song với OB. Và tiếp tục cô vẽ một đường song song với OA, đúng không? Vẽ một đường song song với OA. Đó. Cô thấy đây là cô vẽ được đây là F1, đúng không? Cô đánh dấu cái điểm E này là điểm giao giữa cái đường song song với OB và cái OA đã có sẵn. Và điểm gì? Điểm G là điểm giao giữa cái đường OB và cái đường song song với OA, đúng không? Thì đây sẽ là điểm mút của F2. Vậy là chúng ta đã xác định được mút của F1 và F2 rồi. Chúng ta sẽ giải nhé. Ở trong đây chúng ta chú ý một điều. Đó là chúng ta sẽ có này. Có F, vector F, đúng không? Thì sẽ bằng tổng hợp của vector F1 và vector F2. Đó. Nhưng mà ở đây chú ý là cái hình gì nhỉ? Đây. F đi. Cô gọi cái điểm mút của vector F là điểm F luôn đi. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Xét cái
hình bình hành đúng không? Hình bình hành. Xét cái hình bình hành O, E, F, G đi. Có cái gì nhỉ? Hình bình hành này thì sẽ có cái gì? Có cái đường đi. Đường chéo là phân giác của một góc đúng không? Có đường chéo. Là phân giác của một góc. Là phân giác luôn, đúng không? Bởi vì trong cái hình này chúng ta sẽ thấy là hai cái góc đấy đều là 30 độ, góc này 30 độ, góc này 30 độ. Cho nên hình bình hành OEFG thì có đường chéo là phân giác. Nên chúng ta có thể khẳng định được là một cái hình bình hành mà có cái đường chéo là phân giác thì hình đấy sẽ là gì nhỉ? Hình OEFG sẽ là hình gì nhỉ? Là hình thoi. Là một cái hình thoi. Là hình thoi. Đó. Mà hình thoi thì chúng ta có thể suy ra là gì? Độ lớn của F1 sẽ bằng độ lớn của F2 đúng không? Độ lớn của F1 là cái chiều dài cạnh. Chiều dài của độ F1 này bằng, đúng không? Bởi vì nó là hình thoi mà. Mà chúng ta lại có là gì nhỉ? Có được F thì bằng với F1 bình cộng F2 bình đúng không? Cộng với 2F1 F2, đấy là theo công thức đó, nhân cos phi. Thay đúng trong trường hợp này để chúng ta sẽ suy ra được là F thì sẽ bằng gì nhỉ? Bằng F1 bình này, F2 bình đã bằng em, F2 đã bằng F1 rồi, cho nên F2 bình sẽ bằng F1 bình. Chúng ta sẽ bằng 2F1 bình đúng không? Cộng với 2F1 nhân với gì nhỉ? Cos của góc xen giữa hai vector thì sẽ là góc bao nhiêu? Góc này đúng không? Là 60 độ. Cos 60 độ. 2F1 bình đúng không? Cos 60 độ. Mà cos 60 độ thì bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Bằng 0,5 đúng không? 0,5 nhân 2 triệt tiêu hết. Cho nên đây suy ra F sẽ bằng là F ở đây chúng ta sẽ có 2F1 bình cộng với F1 bình thì F sẽ bằng căn của 3F1 bình. F sẽ bằng là căn 3F1. Đó, vậy thì ở đây chúng ta có thể suy ra như ở đây bảo tôi đảo cô hơi thiếu chỗ một chút nên có thể suy ra được. Người ta tính yêu cầu tính độ lớn F1 đúng không? F1 sẽ bằng F2 bằng gì nhỉ? Bằng F chia cho căn 3. Bằng F chia cho căn 3 đơn vị là Newton. Đó, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài số 7. Rồi, vậy là trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta đã được học về lực này, cân bằng lực này và gì nhỉ? Cách tổng hợp, cách phân tích một lực chẳng hạn. Các em hãy về nhà xem lại video một lần nữa và giải quyết nốt các bài tập trong sách giáo khoa cũng như trong sách bài tập để giúp chúng ta có thể luyện tập để có thể làm được các bài tập về dạng này một cách nhuần nhuyễn hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Chào tạm biệt các em. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.